nhịp báo hành từ giờ của chúng tôi. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video hấp dẫn nhất đến từ kênh Nhịp báo hành từ giờ cập nhật mỗi ngày. Và ngày bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với tin tức mới nhất về Công Phượng. Tín hiệu vui đến với Công Phượng sau chiến thắng đầy bất ngờ của câu lạc bộ Sin Trước trận đấu với Standard League, mọi thứ đều không ủng hộ Sin đội bóng của Công Phượng chưa có điểm nào trong tay, hiệu số bàn thắng bại trừ 7. Trong khi đó, Stendalic toàn thắng từ đầu giải và chưa một lần lọt lưới. Không những thế, Sin còn đang nhận nhiều chỉ trích từ các cổ động viên. Người hâm mộ cho rằng, ban lãnh đạo đội bóng không quan tâm đến việc bổ sung lực lượng và quá ưu tiên cho những cầu thủ đến từ Nhật Bản. Dưới sức ép lớn, Sin đã chơi một trận đấu đầy quyết tâm và quả cảm. Đội chủ sân Stadion khiến cho đối phương phải lúng túng với những pha lên bóng nguy hiểm chỉ trong 9 phút từ 29 đến 37, Cinderden ghi liền hai bàn thắng, Alexander Debrin và Hamza Masoudi. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đội chủ nhà tập trung phòng ngự để bảo toàn lợi thế. Standard League dù cầm bóng vượt trội và tung ra gần 20 cú dứt điểm, nhưng chỉ một lần tìm được bàn thắng. 90 phút kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Cinderden. Chiến thắng này sẽ là cú hích lớn giúp đội bóng mang biệt danh chim Hoàng Yến vượt qua khủng hoảng hướng tới những mục tiêu lớn trong mùa giải. Về cá nhân công phượng, trận này tiền đạo xứ nghệ không được đăng ký thi đấu. Tuy nhiên thắng lợi của đội nhà chắc chắn đem lại những hiệu ứng tích cực. Khi đội bóng chơi tốt, huấn luyện viên sẽ tạo điều kiện ra sân cho các cầu thủ dự bị. Công phượng hoàn toàn có thể được thi đấu nhiều hơn nếu Sinjudin tiếp tục phong độ ấn tượng. Dù thất vọng vì Công Phượng không có cơ hội thi đấu tối qua, nhưng người hâm mộ Việt Nam đã có cái nhìn rất tích cực về quyết định của câu lạc bộ Bỉ. Một trận đấu khó khăn, chúng tôi có thể hiểu cho quyết định của huấn luyện viên, dù sao cũng chúc STVV đã chiến thắng. Huấn luyện viên đang bảo vệ Công Phượng vì trận này đối thủ quá mạnh, tỷ lệ thắng rất thấp. Nếu CP15 có ra sân, nếu đội nhà thua, Công Phượng không có đất diễn sẽ càng làm mất niềm tin với cổ động viên Bỉ. Chúc mừng STVV đã chiến thắng. Hy vọng người hâm mộ Việt Nam ủng hộ câu lạc bộ, đừng tạo áp lực lên CP15 để tự bạn ấy phân đấu. Người châu Âu họ khó tính và đấu tranh cũng dữ dội lắm. Mong các bạn bình luận văn minh nhé. Tôi chỉ hy vọng công phượng được ra sân 50% số trận đấu của câu lạc bộ là đã đạt yêu cầu rồi. Đội bóng mạnh, họ cần phải có đội hình đủ để đối đầu với đối thủ. Không có công phượng cũng không sao, chỉ cần họ hoàn thành tốt nhiệm vụ là được. Chúc may mắn! công phượng của chúng ta là ngôi sao tại việt nam nhưng cậu ấy đang chơi bóng tại châu âu hai nền bóng đá tranh lệch hoàn toàn về mọi mặt chúng ta hãy hiểu điều đó các bạn đừng quá thất vọng và tôn trọng ban huấn luyện stvv mong rằng công phượng sẽ sớm hòa nhập và tiến bộ hơn nữa trong thời gian sắp tới để không phụ lòng người hâm mộ stvv và việt nam xin chúc stvv chiến thắng và chinh phục đỉnh cao trong mùa giải này Tiếp theo, Sir Judin's VV sẽ có một loạt cuộc so tài cùng các đối thủ dễ thở hơn là Anwatch vào ngày 18 tháng 8, Rutswarem vào ngày 25 tháng 8, IS Upen 31 tháng 8. Đặc biệt đầu tháng 9, Công Phượng sẽ trở về hội quân cùng đội tuyển quốc gia thi đấu hai trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hy vọng rằng ở các trận đấu này, Công Phượng sẽ được cho ra sân và thể hiện tốt. Công Phượng còn thiếu gì? Để giành suất đá chính ở Bỉ. Quý vị và các bạn thân mến, pha kiến tạo trong trận giao hữu thua 2-4 của Citydon trước salerkrat của Công phường chưa đảm bảo một vị thế nào đó cho cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tại câu lạc bộ Bỉ. Citydon STVV và câu lạc bộ sử dụng sơ đồ 3-4-1-2 để thi đấu đây là sơ đồ tương đối thích hợp với mẫu cầu thủ nhỏ người, kỹ thuật có xu hướng chơi sau lưng tiền đạo như Công Phượng. Trong chiều dài lịch sử của bóng đá thế giới, vị trí số 10 của sơ đồ 3412 từng ghi nhận những hình bóng kiệt xuất như Diego Maradona với đội tuyển Argentina tại World Cup năm 1986 hay Francisco Tosti ở AS Roma vào mùa giải 2000-2001. Nhìn lại quá khứ không phải để đặt Công Phượng chung thang to với Maradona hay là Totti mà để thấy rằng những câu lạc bộ sử dụng sơ đồ 3412 đặt kỳ vọng cực lớn vào vị trí trái tim của đội hình này. Tại Sintedon, Công Phượng là một phương án lựa chọn cho vị trí số 10. Trong hai trận đấu đầu tiên của mùa giải này, Terrien là người được huấn luyện viên Park Rice sử dụng ở vị trí tiền vệ công. Nhìn vào những kết quả thua 0-1 và 0-6 của STVV, đã rõ ràng không đáp ứng được nhu cầu. Lật lại câu chuyện vào mùa trước, thời điểm STVV đạt thành công vang dội khi về đích thứ bảy, hai cầu thủ được lựa chọn cho vị trí số 10 trong cả mùa giải của đội bóng này là Roman Pizos và Daichi Kamada. Kamada thậm chí ghi tới 16 bàn trong cả mùa giải cho STVV, con số đầy ấn tượng với một cầu thủ chơi sau lưng tiền đào cấm. Cả hai nhân vật này giờ đều đã chuyển khỏi STVV. Pizos tới Zen, còn Kamada tới Bundesliga chơi bóng cho Frankfurt. Der khi ấy chỉ là phương án dự bị của dự bị, Anderson đã chính vỏn vẹn hai trận trước khi mài đủ quần trên ghế dự bị. Nhìn vào dữ kiện của mùa trước và thực tế mùa này để thấy SCVV đã thiếu hụt lực lượng ra sao trên hàng công khi phải dùng Der Trang đã ở vị trí tối quan trọng trong đội hình và việc các cổ động viên của đội bóng này liên tục chỉ trích ban lãnh đạo keo kiệt khi bán đi tất cả các cầu thủ giỏi là không hề quá lời. Trở lại với công Phượng, việc đòi trên chơi bóng kém cỏi và không tạo ra được ảnh hưởng là cơ hội cho cầu thủ đang thuộc biên chế Hoàng Gia Lai. 20 phút xuất hiện trong trận thua 0-6 trước lớp của Công Phượng không tạo ra nhiều ấn tượng song pha kiến tạo của Juma Suzuki ở trận giao hữu với Salerat có thể giúp cho Công Phượng chiếm được lòng tin của huấn luyện viên Rice. Cú bức tốc, tình huống loại bỏ hậu vệ Salerat đầy khéo léo trước khi căng ngang cho Suzuki ghi bàn của Công Phượng là điều chưa từng xuất hiện ở STVV trong mùa giải này. Dẫu vậy thì vẫn phải nhìn nhận rằng đó chỉ là một trận giao hữu, tinh thần sự quyết liệt của những cầu thủ trong bối cảnh trận đấu đó khác nhiều so với khi thi đấu chính thức. 20 phút đầy khó khăn trước Club Rush cho thấy Công Phượng không hề có cơ hội trước một trong những câu lạc bộ mạnh nhất tại giải bỉ. Sức mạnh tốc độ lẫn kỹ chiến thuật của Club Rush ở đẳng cấp rất xa so với tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Một yếu tố khác đang không ủng hộ công phượng là lịch thi đấu. STVV sau khi thua Club Red sẽ gặp Standard League và Antwerp. Cả hai đều là những câu lạc bộ cực mạnh tại Bỉ. Standard League đứng thứ ba, còn Antwerp đứng thứ sáu mùa giải trước. Trong bối cảnh tất cả đều tăng cường lực lượng mạnh mẽ, có STVV bán tháo cầu thủ thậm chí là phải dùng tiền đạo để chơi hậu vệ, viễn cảnh đội bóng của công phượng bị chòi thêm những cơn mưa gôn là điều rất khả thi. Công Phượng đang ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế tại STVV và dư nhiều chuyên gia từng trao đổi với xin.vn về tình thế của tiền đạo này tại Bỉ, điều mà anh cần nhất lúc này là sự kiên nhẫn. Công Phượng và sứ mệnh nâng tầm bóng đá Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, bóng đá Việt Nam muốn vươn lên một tầm cao mới cần có thêm những cầu thủ xuất ngoại như Công Phượng. Lịch sử bóng đá Việt Nam ghi nhận Công Vinh là cầu thủ đầu tiên sang châu Âu. Dù có thông tin chỉ theo dạng như ký gửi nhưng không thể phủ nhận câu chuyện này là một cột mốc quan trọng cho bóng đá Việt Nam. Bản thân Công Vinh cũng từng có thời gian sang Nhật Bản chơi bóng. Công Phượng là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam có một bản hợp đồng chuyên nghiệp theo dạng cho mượn một năm. Tức được nhìn nhận dưới góc độ chuyên môn chứ không phải là ký gửi để học việc hay đánh bóng tên tuổi. Nhìn ở góc độ tiếng nói lịch sử, Lê Công Vinh chính là hình mẫu để nhiều cầu thủ Việt Nam đôi theo. Công Vinh không chỉ có tài năng mà còn biết hoàn thiện chính mình, từ chuyên môn đến hình ảnh và tầm ảnh hưởng lớn trong một thời gian dài của bóng đá Việt Nam. Hình ảnh của Công Vinh từng có một thời gian được ví như là sự thu nhỏ trên thế giới biết về bóng đá Việt Nam. Nhưng điều đáng nói rằng, sau Công Vinh thì câu chuyện cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài chơi bóng dừng lại trong bối cảnh tối tăm Người mở ra lại cánh cửa xuất ngoại cho bóng đá nước nhà là Bầu Đức với quyết định gã Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường đi nước ngoài chơi bóng vào cuối năm 2015 năng lực của Tuấn Anh công phượng Xuân Trường được kiểm chứng qua những màn trình diễn ấn tượng trước U19 của Úc, U21 Thái Lan, U19 Tottenham. Nhưng câu chuyện xuất ngoại của các cầu thủ này chỉ ra những khoảng cách lớn của cầu thủ Việt Nam so với châu lục, tức những tinh hoa tốt nhất của bóng đá nước nhà khi xuất ngoại vẫn không có nhiều cơ hội chơi bóng vì có sự giới hạn lớn ở nhiều mặt. Câu phượng sang Bỉ chơi bóng là một ví dụ thiết thực. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ City Don đánh giá câu phượng rất cao đó chính là một cầu thủ thông minh kỹ thuật điêu luyện có cá tính ngôi sao và dám thể hiện nhưng thuyền trưởng Sintidon cũng không quên nói về những nhược điểm của công phượng là khả năng chạy chỗ di chuyển không bóng với tiền đạo vấn đề di chuyển chạy chỗ như thế nào khi không có bóng thật sự rất quan trọng huấn luyện viên câu lạc bộ Sintidon chỉ ra được nhược điểm của công phượng và hứa hẹn sớm giúp tiền đạo xứ nghệ khắc phục rõ ràng đây chính là cơ hội để công phượng phát triển thêm một tầm cao mới thực tế là công phượng thay đổi như thế nào từng ngày khi xuất ngoại chúng ta có thể nhìn thấy từ chuyện anh chơi bóng ở intro united khi chạy rất nhiều chịu khó chuyền bóng và không còn ham chơi bóng bản thân công phượng từ khi trở lại việt nam sau một năm chơi bóng ở nhật bản cũng mang đến những giá trị lớn công phượng ghi bàn nhiều nhất việt nam trong hai năm đó chính là sự tiến bộ vượt bậc để thấy ý nghĩa từ cuộc xuất ngoại mang đến các bài học cho công phượng trưởng thành một góc nhìn tích cực thế này, công phượng ở Hoàng Anh Gia Lai trương nhiên có một số đá chính, nhưng ra nước ngoài chơi bóng phải nỗ lực để được vào sân, từ môi trường đến sự khắc nghiệt về trình độ, thì khiến cho công phượng phải tiến bộ nếu không muốn bị đào thải. Bóng đá Việt Nam muốn nâng thầm thì rõ ràng cần có thêm nhiều cầu thủ xuất ngoại như công phượng, thì đó sẽ mang đến giá trị quan trọng để thế hệ cầu thủ tiếp theo biết cần hoàn thiện những điều gì, sau đó mới có những cầu thủ khẳng định được tài năng ở châu Âu và trở lại giúp cho đội tuyển quốc gia trở nên hùng mạnh hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy like và share. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở phía bên dưới để ủng hộ trái kiếp và để nhận được những thông báo mới nhất khi có video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.